vỡ gan do dùng đa dịch vụ giảm cân. Loạt tin nhắn mẹ chồng gửi nàng dâu gây sốt cộng đồng mạng. Cô gái tự nhận là người đòi xe khách dừng trên cao tốc đi vệ sinh, rồi gọi người đánh tài xế lên tiếng. Bỏ xó chiếc điện thoại gần 16 năm, cô gái bất ngờ bán được 1,5 tỷ đồng. Lễ hội Nhật Bản treo thưởng 10.000 đô la Mỹ để bắt sinh vật huyền thoại giống rắn. Diễm Loan xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 23 tháng 2 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu sân bay Nội Bài kiểm tra, giám sát và thực hiện biện pháp ngăn ngừa cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Trước đó, trong các ngày 14 tháng 2 và 18 tháng 2, lực lượng an ninh ghi nhận cá thể khỉ màu vàng xuất hiện tại khu vực gần bốt an ninh V1, sát hàng rào an ninh sân bay Nội Bài. Việc khỉ xuất hiện ở khu vực sân bay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại sân bay trong trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Đặc biệt hiện nay, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Để đảm bảo an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, đồng thời tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ tại khu vực bốt cát V1 hàng rào an ninh khu bay, khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay của cá thể khỉ này và các động vật hoang dã nói chung. Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa can thiệp cứu sống một trường hợp bị vỡ gan, chảy máu ổ bụng, xuất huyết nội do dùng dây đai nịch bụng giảm cân. Bệnh nhân là chị LTHL, sinh năm 1984, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, khuya 20 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân L nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn nhiều. Theo người nhà, chị L không có tiền sử bệnh nền, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chị L thường xuyên sử dụng dây đai có nút thắt vào bụng để giảm cân. Khoảng 5 ngày trước, trong lúc sử dụng dây đai nịch siết chắc sâu vào bụng, nên bệnh nhân có biểu hiện đau bụng và nôn mói. Rạng sáng 20 tháng 2, bệnh nhân bất ngờ bị đau bụng dữ dội, cơn đau càng lúc càng nhiều nên được người nhà đưa đến bệnh viện để điều trị. Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT scan bụng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập vỡ gan phải hạ phân thùy V, chảy máu ổ bụng gây xuất huyết nội rất nguy hiểm. Sau đó, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sắc mạch, huyết áp và tình trạng bụng. Đến chiều 21 tháng 2, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật can thiệp chụp và nút mạch cầm máu gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, kết hợp vật liệu tắc mạch vào động mạch gan phải để tiến hành cầm máu gan vỡ. Sau can thiệp, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, mạch huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, một người phụ nữ ở Đà Nẵng không trả lại mà đem tiêu xài và trả nợ cá nhân để rồi vướng vào vòng lao lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh, sinh năm 1987, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12 năm 2022, chị TTCG, sinh năm 1986, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng. Tuy nhiên, chị G đã chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh tại ngân hàng Techcombank. Phát hiện chuyển nhầm tiền, chị G đến ngân hàng nhờ hỗ trợ. Phía ngân hàng đã thông báo về việc chuyển nhầm tiền, nhưng Trương Thị Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình. Sau đó, người này đã dùng số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, bị can khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã chiếm đoạt số tiền trên. Cộng đồng mạng đang chia sẻ ảnh chụp loạt tin nhắn về các quy tắc sống chung mà mẹ chồng gửi cho nàng dâu trẻ. Những tin nhắn này đã tạo ra cơn sốt trên không gian mạng Việt, được chia sẻ trong các hội nhóm về gia đình và đặc biệt khiến cho chị em phụ nữ hào hứng chia sẻ bàn luận không ngớt. Qua hình chụp và nội dung trao đổi, có thể thấy chính cô gái trẻ đã chia sẻ loạt tin nhắn này và cô là nàng dâu mới sắp bước vào cuộc sống chung với gia đình chồng. Trong đoạn hội thoại, chủ yếu là lời mẹ chồng, còn nàng dâu chỉ vâng dạ, thể hiện sự đồng tình khi người mẹ đề ra những quy tắc khi họ trở thành người một nhà. Điều khiến cư dân mạng trầm trồ xuýt xoa là bản quy tắc dài cả cây số với mấy chục cái gạch đầu dòng này lại không hề khắt khe như những gia quy, khiến nhiều cô gái sắp đi lấy chồng sợ hãi, mà hứa hẹn một cuộc sống làm dâu thoải mái.
Trong không gian gia đình ấm áp, thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, đọc hết những gì mẹ chồng yêu cầu, chắc hẳn nàng dâu thở phào vì những điều phụ nữ thường băn khoăn, lo lắng trước khi về nhà chồng đều được giải tỏa. Như chuyện ai giữ vàng cưới, việc nhà phân chia thế nào, đóng góp tiền bạc ra sao, có bị can thiệp sâu về chuyện vợ chồng, giờ giấc con gái hay không. Điều khiến mọi người cảm thấy nàng dâu này quá may mắn không chỉ là chuyện chỉ phải đóng 2 triệu đồng tiền ăn hay nhà cửa mẹ dọn, mà là sự thẳng thắn của bà khi trao đổi về các quy tắc chung sống cũng như quan điểm tôn trọng quyền tự quyết của các con, không can thiệp sâu. Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip hài hước khiến cho dân tình được dịp cười nghi ngã với hình ảnh một thanh niên đang dừng đèn đỏ thì vô tình nhìn thấy người quen, tưởng ai đâu xa lạ, hóa ra lại là cô em gái yêu quý của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải vì cô em nói là đang đi làm, vậy mà giờ lại đi cùng một người con trai khác. Để giải đáp thắc mắc, người anh không ngần ngại xuống xe chất vấn em gái và anh tài xế. Đến khi tháo được chiếc khẩu trang của bạn nam kia ra, người anh mới táo hỏa phát hiện khuôn mặt của ông bạn chi cốt đang cười toe toét. Vậy là mọi thắc mắc đã được phơi bày. Người bạn thân đã đến lúc hẹn hò với em gái của mình mà anh chàng lại không hay biết chuyện gì xảy ra. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân tình, nhiều người đi đường còn lầm tưởng như một màn đánh ghen nào đó. Hầu hết ai chứng kiến cũng đều bật cười trước tình huống khó đỡ nhưng vô cùng dễ thương này. Vụ việc nữ hành khách đề nghị xe khách dừng trên cao tốc để đi vệ sinh nhưng không được đáp ứng, tài xế xe khách sau đó bị đánh tới tấp, đang khiến cho dư luận vô cùng quan tâm. Mới đây, một cô gái tự nhận là nhân vật trong câu chuyện đã lên tiếng về vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cô gái có đòi hỏi vô lý. Không những vậy, còn gọi người quen đến hành hung nam tài xế. Trước sự việc này, mới đây một cô gái đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, tự nhận bản thân là người đã gọi những người anh đến đánh tài xế vì không được dừng xe đi vệ sinh. Cô gái cho biết sau khi sự việc được lan truyền, cô đã bị khủng bố trên mạng xã hội rất là nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định mình không sai và cho rằng xe đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh. Cô cũng cho biết thêm là mình sẵn sàng đương đầu và không sợ bị nhà xe kiện. Mong mọi người có thể nghe thông tin từ hai phía để hiểu hết được câu chuyện. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người sau khi nghe cô gái phân trần vẫn không thể cảm thông với cô gái này. Thậm chí các ý kiến vẫn cho rằng cô gái sai và cãi cùn để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Đối với những người yêu thích công nghệ chắc chắn không còn xa lạ gì với các thế hệ điện thoại iPhone. Những người có điều kiện, họ không tiếc bỏ ra số tiền khổng lồ để sưu tập những món đồ cổ công nghệ. Mới đây, thông tin chiếc iPhone thế hệ đầu tiên được bán với giá gấp 105 lần giá trị ban đầu, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, thông tin đăng tải trên CNN cho hay chủ nhân của chiếc điện thoại này là cô Karen Green. Năm 2007, khi chiếc điện thoại này được ra mắt, cô đã được mọi người tặng sau khi nhận được công việc đầu tiên. Tuy nhiên, vì đã có điện thoại sẵn và không muốn thay đổi nhà mạng, nên cô không sử dụng đến chiếc điện thoại này. Người phụ nữ thậm chí còn không bóc vỏ chiếc iPhone ra mà vẫn giữ nguyên cả hộp rồi cất trong tủ quần áo suốt hơn 15 năm qua. Được biết, cuộc đấu giá chiếc điện thoại này được tổ chức thông qua LCG Auctions với khoảng 27 người tham gia. Giá khởi điểm để sở hữu phiên bản đầu tiên của iPhone còn nguyên đai nguyên kiện là 2.500 đô, tức gần 60 triệu đồng. Cuối cùng, chiếc iPhone của người phụ nữ đã được bán với giá 63.356 đô, tức khoảng 1,5 tỷ đồng cho một doanh nhân tại Mỹ, nhưng không tiết lộ danh tính. Sau khi thông tin này được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, khán giả không khỏi trầm trồ trước giá bán khủng của chiếc iPhone đầu tiên. Trong một động thái mới đây, Facebook vừa cập nhật chính sách nội dung mới của nền tảng, trong đó đưa ra các quy tắc mới về việc hỏi xin đồ uống có cồn hoặc thuốc lá. Người dùng khi vi phạm các quy tắc này có thể sẽ bị khóa tài khoản hoặc xóa khỏi nền tảng vĩnh viễn. Cụ thể, nền tảng này quy định các loại hàng hóa cấm người dùng đăng tải lên mạng xã hội, bao gồm súng, thuốc không dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thuốc theo toa hoặc phải có chuyên gia y tế quản lý, cần sa, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, động thực vật hoang dã, các sản phẩm giảm cân, đồ uống có cồn, thuốc lá. Trước đó không lâu, gã khổng lồ truyền thông xã hội cũng cập nhật chính sách của mình, trong đó đưa ra các quy tắc mới về hành vi được cho là gã gẫm nhạy cảm. Các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cấm các bài đăng về tư thế quan hệ, sở thích 18+ và nhiều chủ đề khác liên quan đến việc gợi ý đến chuyện người lớn. Danh sách nội dung bị cấm bao gồm gợi ý đến những chủ đề người lớn như đề cập đến vai trò, vị trí. Bên cạnh đó, người dùng cũng không được đề cập đến cụm từ gửi ảnh khỏa thân trên nền tảng vì các quy tắc mới cấm rõ ràng việc cung cấp hoặc yêu cầu hình ảnh khỏa thân.
Lễ hội độc lạ Nhật Bản trao thưởng cho ai tìm ra sinh vật huyền thoại có thân hình giống rắn, mình béo tròn và đuôi rất ngắn, có tên gọi là Trichinoco. Phần thưởng trị giá khoảng 10.000 đô la Mỹ sẽ trao cho người bắt được Trichinoco. Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, Trichinoco là một sinh vật kỳ lạ, có ngoại hình giống như rắn, thân tròn như chai bia, đầu hình tam giác. Nó có chiều dài khoảng 30-80 cm, chiếc đuôi ngắn khiến cho ngoại hình trở nên kỳ dị hơn. Trichinoco có răng nanh và nọc độc tương tự như của rắn. Theo truyền thuyết của Nhật, một số con Trichinoco có khả năng nói chuyện, rất giỏi nói dối và có sở thích uống rượu. Đôi khi chúng cũng sẽ ngậm đuôi của mình, cuộn tròn lăn như bánh xe. Chúng di chuyển theo kiểu co thắt như ở sâu đo, tiếng kêu rít rít. Trichinoco đã trở thành một hiện tượng quốc gia trong những năm 1970. Mọi người trên khắp đất nước bắt đầu săn lùng sinh vật huyền thoại. Hàng năm, ngôi làng Higashishirakawa, phía tây nam Tokyo, tổ chức cuộc thi truy tìm sinh vật kỳ lạ Trichinoco với giải thưởng lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Lễ hội Trichinoco 2023 sẽ tổ chức tại Nakagawara, Miyubekoen, công viên ven biển Nakagawara ở làng Higashishirakawa, tỉnh Gifu. Đây là lần đầu tiên lễ hội trở lại sau 4 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh. Anh Nick Stolberg, 33 tuổi ở California, là người có chiếc lưỡi dài nhất thế giới. Chiếc lưỡi có chiều dài là 3,97 inches, tương đương là hơn 10 cm của anh, đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Những bức tranh anh vẽ bằng chiếc lưỡi kỷ lục này được bán với giá hàng trăm đô la Mỹ. Nick được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là người có chiếc lưỡi dài nhất thế giới vào năm 2012. Một thập kỷ sau, anh vẫn giữ vững danh hiệu này. Anh trai của Nick cũng có chiếc lưỡi dài, nhưng không bằng Nick. Mới đây, trong chương trình This Morning, Nick đã dùng chiếc lưỡi dài nhất thế giới của mình để vẽ tranh. Sau khi bọc lưỡi bằng một lớp màng bọc thực phẩm, Nick say sưa vẽ một bức tranh về người dẫn chương trình This Morning. Những bức tranh vẽ bằng lưỡi của anh được bán với giá vài trăm đô la Mỹ. Ngoài vẽ tranh, lưỡi của Nick còn có thể gõ phím máy tính và làm nhiều việc khác. Nick chia sẻ việc sở hữu chiếc lưỡi dài đem lại nhiều điều thuận tiện là không phải dùng tới giấy, khăn ăn, bởi nếu bị thức ăn dính vào mặt, anh chỉ cần dùng làm sạch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.